Trước khi chia sẻ và cách thực hiện thì mình có một số cảm nhận về tính năng này. Mình thấy đây là tính năng rất là hữu ích dành cho các thầy cô đang theo hình thức e-learning hoặc những đơn vị tổ chức talk show online. Thậm chí là những bạn theo ngành F&B, domestic hoặc những ngành thương mại khác khi mà chúng ta có thể tổ chức những buổi livestream đôi, livestream ba để có thể tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc hãy lấy review từ người sử dụng. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên các bạn bấm vào dấu cộng sau đó chọn mời khách tham gia Khi này giao diện sẽ có một chút thay đổi Ở lớp trên cùng sẽ xuất hiện một khoảng trống Về sau những camera của thành viên trong phòng học online sẽ xuất hiện ở đây Để mời người tham gia các bạn click vào dấu đường dẫn để copy link Gửi link cho bạn bè và để họ chấp nhận Lưu ý sau khi bạn bè bấm vào link Đây sẽ là giao diện mà họ trông thấy Họ được tùy chọn về camera, âm thanh tên và ngôn ngữ sau đó bấm nút tham gia sau khi khách mời bấm tham gia camera của họ sẽ xuất hiện ở lớp trên cùng bên cạnh camera của chủ phòng tất nhiên nếu bạn là chủ phòng bạn vẫn có quyền lựa chọn camera và micro cho riêng mình trong phòng họp này chúng ta có thể trao đổi với nhau theo 3 cách hình ảnh âm thanh và đoạn trách riêng bên tay phải màn hình Bây giờ chúng ta đã có hai thành viên trong phòng họp. Để mời những thành viên này xuất hiện trong livestream, bấm vào giống ba chấm bên cạnh camera của họ và chọn thêm vào livestream. Để xóa họ khỏi livestream hoặc khỏi phòng họp, chúng ta cũng thao tác ngay trên nút ba chấm này. Và tính năng rất tuyệt vời của Go Studio đó chính là chủ phòng và các thành viên có thể lựa chọn chia sẻ màn hình máy tính bạn có thể thao tác như sau. Chọn chia sẻ màn hình và thêm vào livestream. Với khách mời cũng tương tự. Chọn nút chia sẻ màn hình. Và chủ phòng có thể thêm màn hình đó vào livestream. Trong giao diện thiết kế livestream. Bây giờ chúng ta cùng chọn mẫu. Có rất nhiều mẫu cho bạn lựa chọn ở đây. Chọn được một mẫu ưng ý rồi. Bây giờ các bạn chọn bắt đầu phát Chọn cách đăng Ở đây mình sẽ chọn là Go Studio Bằng thông tối đa mình sẽ để là Auto Nơi phát có thể là Facebook, Youtube Các tài khoản mạng xã hội khác Và các sàn thương mại điện tử Để biết chi tiết hơn Các bạn có thể gõ vào ô tìm kiếm trang Youtube của Go Studio Với từ khóa Hướng dẫn cách phát Còn bây giờ thì bắt đầu phát lên Facebook thôi Ở đây mình sẽ chọn Facebook ở phía dưới mình sẽ chọn vào các fanpage khác nhau Fanpage ở đây mình sẽ chọn là GS Test Và nhập vào tiêu đề cũng như là nội dung Tada! Vậy là trên livestream Facebook đã có hình ảnh của khách mời rồi Bây giờ mình sẽ thử xóa khách mời này ra khỏi livestream nhé. mọi người có thể thấy là mình đã thành công khi mà tạo một livestream đồ để phát lên Facebook hoặc là YouTube rồi đó.